Ê, bé kén ăn hôm bữa mình phải banh miệng ra đút ăn thì hôm nay là đỡ cái là chịu ăn rồi nha, chịu ăn rau rồi. Hôm trước là đút rau muống là không ăn luôn đó, hôm nay chịu ăn rồi nè, mới nay đút ăn. Còn giờ không chịu ăn là lừa ra không có chịu ăn, là đút thử bí đỏ nha. Nó chịu ăn bí đỏ, nó chịu ăn bí đỏ rồi đó, đó. À, đút rau muống nè. À, khi mà nó có trớn ăn thì mới chịu ăn rau, chứ lúc nãy là đút là lừa ra. À. Là mới chịu ăn hôm nay thôi. Hôm qua thì đỡ hơn mấy bữa trước một xíu. À, như vậy là các bé rồng kén ăn thì cũng kén ăn một thời gian thôi. Quan trọng là mình sẽ chăm sóc nè, sẽ đút bé để mà duy trì cái năng lượng á. Rồi kiên trì thì tới một ngày nào đó thì bé cũng chịu ăn. Hôm nay đỡ đỡ rồi, hôm nay là ăn vậy là khá hơn hôm trước rồi. Hôm trước là đút mà cứ nhè ra hoặc là không có chịu há miệng luôn. Nay chịu há miệng rồi. À, chịu há miệng rồi ăn. À, ăn thấy đủ rồi đó. Hôm trước là mình phải banh miệng ra để mà mình đút thức ăn vào. À, ăn miếng nè. Làm nũng. Đó. Nũng nịu, làm nũng hả, bắt đút hoài luôn hả? Tự ăn đi, lớn rồi nghe, lớn rồi á, tự ăn đi. À, vậy là cũng yên tâm được một xíu, xem như là gần một tháng luôn là không có chịu ăn. Mình thấy ốm quá, còi quá là mình phải banh miệng ra mình nhét thức ăn vào. Rồi từ từ, lúc đầu không không chịu ăn rau muống, mình thử cho ăn chùm ngay. À, chịu ăn chùm ngay rồi bắt đầu chịu ăn đậu biếc. Hôm nay thì ăn được bí đỏ và rau muống. Rồi thử xem các bé rồng của các bạn mà có kén ăn á, các bạn thử cái chiêu này thử. Cứ kéo nhẹ cái yếm nè để cho bé há miệng ra rồi đút thức ăn vào. À, ăn lần chút 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 để duy trì năng lượng thì đến một ngày nào đó bé chịu ăn rau. Rau lúc đầu mình đút nguyên cọng to và không chịu ăn, mình phải xé nhỏ ra nữa, xé nhỏ ra mình đút vô miệng. Rồi một hôm thì chịu ăn rồi hôm nay mới chịu ăn được cái lá to như thế này. À, một xíu kinh nghiệm về chăm bé rồng kén ăn. À, cảm ơn các bạn xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.